các bạn đang đến với kênh Người Kể Chuyện Mời các bạn nghe tiếp Phần 6 Tác phẩm Gái Họ Vương Của tác giả Bùi Ngọc Phúc Đi làm đồng về Bà Bồng nghe thấy đàn lợn réo như cháy nhà vì đói Từ ngày chồng ra Hà Nội làm việc Mọi gánh nặng đều đổ lên vai người thiếu phụ Cùng hai đứa con nhỏ Đồ cám vào máng cho lợn tráng thêm quả trứng vừa kịp lúc hai đứa nhỏ đi học về bởi cơm canh tranh thủ lúc sáng sớm mát mẻ bà nấu luôn cho bữa trưa điều an ủi duy nhất chính là con bé vương hoàn biết đỡ mẹ trong công việc hàng ngày dù người bé như cái kẹo nhưng nó thuộc dạng khôn rạch rời rơi xuống mấy hôm trước đi mót lạc con bé mang về mấy quả trứng vịt bà bồng đã sợ hãi bắt con mang đi trà bởi nếu không mang tiếng là ăn cắp vặt con bé nhất quyết không chịu Nó chỉ ra cánh đồng nói Vịt đẻ rơi ngoài đó nên con nhặt được Nếu họ nhốt trong chuồng ai thêm nhặt Thấy con bé nói cũng có lý Bởi lũ vịt thay được lùa ra cánh đồng Vừa gặt cho nhặt nhạy hạt rơi hạt vãi Vì thế bà đành đem tráng cho hai chị em nó ăn Gặp buổi nhà người ta tát ao Nó không ngại bẩn nhảy xuống Hồi mấy con cá con mang về cho u nó ở nhà kho riềng những lúc như vậy, bà vừa thương con, lại vừa giận lão chồng ích kỷ, bởi nhà có bóng đàn ông, vẫn đỡ cô quạnh. Bà mẹ con ngồi ăn cùng nhau, thấy hai chị em cười khúc khích, bà bồng gặng hỏi mãi, cuối cùng con bé hạnh mách ngay. Lúc bọn con đi học về, chị Hoàn nhìn thấy xe máy của bác Doãn dựng ngay gốc cây chuối, chị ấy bốc phân trâu chét đầy lên yên xe, rồi dắt con chạy đang bực mình bà bồng cầm chiếc đũa cả vụt khẽ vào tay con bé rồi nhắc còn thầy lão doãn hãy tránh như tránh hùi cho u nhớ chưa ngồi ăn cơm nhưng con bé vương hoàn không phục nghĩ đến cảnh thầy nó phải ra hà nội làm thuê hai chị em không được ngồi sau con xe máy chạy ra thị trấn ăn kem hoặc đứng với tay theo đoàn tàu là nó thấy ấm ức đợi cho u xuống bếp Hoàn nói với em gái Mày là con mỏng môi hay hớt Lần sau chị không cho đi chơi cùng nữa Trưa hôm đó Đợi lúc em gái ngủ say Con bé Hoàn lẻn đi chơi Vì nó không muốn ngủ Thế giới thần tiên của nó Cùng bọn trẻ trong làng Ở ngoài xóm bãi Trời về chiều Những cơn gió thổi từ ngoài cánh đồng làng Khiến sự oi bức tan biến Thay vào đó Là những cơn rông báo hiệu một trận mưa đang tới gần. Trên con đường làng văn xá, ai cũng hối hả chạy về nhà trước khi trời đổ nước mưa. Đàn vịt ngoài đồng được bà con lùa về, những con bò và trâu được bọn trẻ con thả ngoài triền đê, bị quất dây thừng vào mông nếu còn mài gặm cỏ. Bà bồng về tới nhà vừa kịp lúc trời mưa, nhìn không thấy con bé hoàn đâu, khiến bà lo sợ, còn mải chơi quên đường về nhà, Nỗi ám ảnh vì mất đứa con khiến bà không yên tâm ngồi đợi. Vừa khoác chiếc áo tơi định đi tìm, bất ngờ bà thấy con bé bưng một niêu đất nung, loại hay dùng để kho cá chạy vào nhà. Mở nắp niêu đất, thấy có món dựa mận thơm lừng. Bà bồng hỏi con gái, món này con bê ở đâu về? Con bé vương hoàn bĩu môi, trợn mắt nói, u nghĩ con không làm gì mà được cho cả một cái niêu thức ăn ngon hay sao? nhà lão doãn hôm nay mở rộng cửa đón khách quý phải gọi là rồng đến nhà tôm mới chính xác bởi từ ngày xưa đến giờ lần đầu tiên ông chú họ quá bộ ghé sang dù cho hai nhà khác thôn nhưng cùng làng mụ hợi thấy ông minh qua chơi vội vào bếp làm mấy món xào lăn để chồng mình đãi khách dù nò mồm trời thiên hạ nhưng mụ rất nề sợ ông chú họ nhà chồng bởi chính ông là quân sư giúp dìm cho lão vương nhanh xuống bùn không cho hóc đầu lên được. Sau khi chắp tay đi lên cầu thang ngắm nghía, ông Minh ngó qua tầng một rồi phán. Quẹt vôi xanh đỏ lè loẹt như tranh bờ hồ vậy. Biết ông chú họ không thích, lão doãn cười hì hì rồi mời ông ra ngoài sân uống vài chén rượu nhạt. Câu này lão vừa học được để nói cho sang miệng, còn trên bàn đã có mấy đĩa xào thơm phức đang đợi sau vài chén rượu câu chuyện của hai chú cháu cởi mở hơn ông minh ôn tồn nói thằng nhanh không chịu được nhục đã bỏ làng đi rồi như vậy anh nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu thôi cũng mừng cho anh và họ phạm nhà ta lão doãn lu miệng cảm ơn nhưng là kẻ ma lanh bởi vậy lão hiểu ông minh không giành mò sang đây nói chuyện phiếm ông nhắc việc lão nhanh là có ý nhắc nhờ vụ trả ơn bằng xi măng sắt thép thời điểm năm ngoái lúc nguồn cung có nhiều lão doãn đã hứa nhưng năm nay nhà nước siết chặt quản lý việc xin mua vài tạ xi măng cùng từng đó sắt thép không dễ dàng gạch đã giao nhưng thiếu hai loại vật tư quan trọng đó nhà ông minh không thể tiến hành khởi công được tính ra là chậm theo kế hoạch mất hai tháng trong khi mùa mưa bão đã tới gần tiếp thêm thức ăn cho ông minh Lão Doãn xoa tay cười hành hạch rồi phân trần. Báo cáo chú, năm nay mọi nguồn cung trên huyện bị siết chặt. Cháu nghe nói, họ dồn vật tư để hoàn thành các công trình trong kế hoạch 5 năm. Không cần gã cháu họ nói ra, ông Minh thừa hiểu vấn đề đó. Tuy vậy, ông đích thân sang đây thúc giục, bởi vì bên nhà gạch chất đống, ngày nào cũng phát ngốt vì đống gạch. Chưa kể bà vợ cằn nhằn do chưa thấy xi măng sắp thép ngắm ngôi nhà lai căng thêm lần nữa ông minh động viên lão doãn cậu tìm cách thông qua các mối quan hệ xem sao vật tư thiếu quanh năm cho các công trình lớn nhưng bớt ra vài tấn xi măng sắt thép bó bèn gì gần tàn cuộc rượu ông minh tỏ ra là người thông thái bèn góp ý làm nhà trên đất rộng người ta tối kỵ trùng môn nhà cậu từ cửa chính chạy một dọc xuống bếp mấy cửa trùng nhau dù tiết kiệm diện tích nhưng tổn hao năng lượng lại phạm vào phong thủy cửa sổ trang trí số 4 đọc theo âm hán là tư nghe như chữ tử thôi dẹp chỉ tay vào chữ quý mùi 1983 ông minh nói tiếp đến bà già mắt toét bán manh đúc còn biết năm nay là quý hợi cậu đề quý mùi người ta cười cho lão doãn cười hình hạch giải thích Cháu sinh năm 1943, tức năm Quý Mùi, năm xây nhà là năm 1983, như vậy là kết hợp luôn cho tiện. con việc cửa số số 4 không đẹp, cháu nghe chú sẽ gọi đám thợ sửa ngay. Tiễn ông mình ra tận ngoài đường làng, lão doãn hứa hẹn. Chú yên tâm, chậm nhất tầm cuối tháng 10 sẽ có xi măng, sắt thép, vốn là người mê tín, bởi vậy lão Doãn gọi thợ đến đập số 4, rồi đục đẽo làm thành số 7 cho an tâm, bởi nghe nói số lẻ mới đẹp. Riêng việc trùng môn, mụ hợi nhất quyết không cho sửa. Mụ nói nhà đi kiểu dích rắc, chóng mặt, không chịu được, cứ thẳng một leo từ trên xuống dưới cho tiện. Như phụ họa thêm cho việc gặp hạn, sau xây nhà, hôm lão Doãn từ lò gạch về, thấy hai con chó trung thành bị dính bà sôi bọt mép nằm chết từ bao giờ. Mùa thu, trời bắt đầu xe lạnh về tối. Nếu có món thịt chó nhâm nhi bên cút rượu gạo thì con gì bằng. Tiếc hai con chó béo mút, mụ hợi đứng ngay ngã ba đường làng trời tông môn những kẻ đánh bà. Không thèm vỗ đồm đột như mấy bà cô già cổ hồ, mụ tụt cả chiếc quần lụa đen xuống đến đầu gối, chửi cho thêm phần long trọng cụ giáo thìn chống gậy đi ngang qua nhà lão doãn nhìn hai con chó nằm chết nhe hàm răng trắng ờn nên ghé vào hỏi thăm có lẽ nằm mơ lão doãn cũng không biết mình đang diện kiến thần bà của làng văn xá ngắm nhìn cửa sổ vừa sửa xong cụ giáo thìn vuốt tròn râu bạc như cước thùng thẳng nói số bảy đọc là thất hiểu nôm na là thất bát nhà anh dùng số bảy tôi e không vượng biết cụ giáo thìn là bậc tốt nho đã vậy lại rành về chữ hán nôm ngay chiều hôm đó lão doãn lại cho gọi tốt thợ đến lần này lão quyết định xây bịt kín khỏi dùng các con số cho nó đỡ phức tạp ngồi làm chén trà nóng ở quán bà thìn mấy người xã viên chép miệng nhớ lại thời huy hoàng Họ nói khi ông Doãn làm chủ nhiệm hợp tác xã, tuy ông ấy có hắc xì giàu, nhưng không để bụng ai. Đến thời ông nhanh lên thay ông Doãn, bà con xã viên được nới tay, nên nhiều người thấy dễ thở. Tuy nhiên, vị chủ nhiệm hợp tác xã bây giờ, theo kháo nhau của bà con, ông ấy chỉ quen đọc nghị quyết và thích đi họp. Dưới sự lãnh đạo của ông này, nuôi lợn thì lợn chết, trồng lạc thì thối củ, con vụ mùa hay vụ chiêm đều bị sâu ăn lúa gần hết. Nhìn trước lại một năm đói kém, bởi vậy nhiều hộ xã viên dồn sức chăm lo cho mảnh ruộng phần trăm của nhà mình, nhìn chỗ nào mảnh ruộng tươi tốt, y như rằng là của hộ cá thể. Ông chủ nhiệm hợp tác xã mới là hình ảnh cũ của hai ông trước, đi đầu cũng đeo xà cột, nhưng thêm chiếc điếu cày chỉ dài hơn gang tay, để ngồi đâu nhà khói mù mịt đó. Dù kém trong điều hành công việc, ưu điểm duy nhất của tay chủ nhiệm hợp tác xã khiến lãnh đạo ủy ban yên tâm đó là việc ông này không lén phén với ai như vậy sẽ không bị quá tam ba bận như hai ông chủ nhiệm hợp tác xã tiền nhiệm bà thìn cầm chiếc quạt nan phe phải đuổi rồi, nhìn về phía lò gạch đang nhà khói bà bơm thêm chuyện giúp mọi người thư giãn lão doãn chơi đòn hiểm khiến lão nhanh bò làng đi từ tuần trước rồi Tôi hỏi những con mẹ bồng vẫn giấu Khéo Lão y lên Hà Nội tìm hai mẹ con nhà thà Bởi vì làm phó thường dân Con ngại gì nữa mà không nhận con Cụ giáo thìn chống gậy đi ngang qua Thấy quán nước của bà trù cùng tên đông khách Nên ngồi ghé vào đầu ghế Trong lúc ngó vào bàn cờ của hai người đang chơi Cụ chậm rãi nói Làng này Bớt lão doãn hay lão nhanh sau đó lại tỏi ra mấy lão khác còn ghê hơn tất cả bởi vì mấy dòng họ đã phạm vào mạch của làng vốn là người hay hóng hớt bà thìn rót thêm trà vào chén cụ giáo rồi vù vập hỏi theo cụ phải làm thế nào ôi cụ làm phúc mách cho nhà họ biết đường mà tránh ở phía cuối con đường làng có đốm vàng đốm đen hắt bóng xuống đường dù tuổi cao, nhưng mắt cụ giáo thìn vẫn tinh lắm. Cụ biết đó là con vàng nhà mụ mão, đang tờ nhau vào con mực nhà mụ tám. Hai con này dính lẹo vào với nhau, chắc còn lâu mới dứt ra được. Lúc này đường làng đương vắng người qua lại, mọi người cũng bận việc đồng án. Trong lúc đám trẻ đi học chưa về, thoảng chút trầm tư suy tính, cụ giáo thìn đứng dậy rời đi với dáng vẻ nho nhã của một bậc túc nho vị thần bà của làng văn xá hoàn thai chống chiếc gậy trúc nhiều đốt có uống cong phía trên đi về phía hai con chó chắc cụ sẽ thay mặt các vị thánh hiền trừng phạt lũ súc sinh vì tội hù hóa giữa ban ngày hồi trước còn học trên hà nội ông nhanh chơi thân với cậu bạn là giai phố cổ hay được gọi là dũng lơ để phân biệt với dũng hắc lào cùng lớp sở dĩ có tên gọi đó vì dũng lơ đi học bằng con xe đạp peugeot cá vàng con xe đó đắt tiền và duy nhất nên đi tới đâu mấy cô gái ngưỡng mộ tới đó lần này ra hà nội ông nhanh muốn nhờ người bạn học cũ tìm cho mình một công việc để bám trụ được ở hà nội mọi việc khác sẽ tính sau do thông thạo đường hà nội vì thế ông nhanh lắc đầu trước sự mời chào của đám xích lô tại bến xe kim liên ông đi bộ dọc công viên thống nhất ra phố Huế, sau đó nhảy tàu điện lên bờ hồ, từ đó đi vào khu phố cổ không bao xa. Hà Nội, dù còn thiếu thốn, nhưng đón Tết Trung Thu bao giờ cũng có nét riêng của nó. Khu phố cổ sầm uất và muốt ngàn màu sắc hội tụ, ngay ở phố Hàng Mã. Tuy nhiên ông nhanh không tâm trạng đâu mà ngắm phố phường. Đi tới ngã ba hàng cót, hàng lược và hàng rươi. Cuối cùng, ông nhanh tìm được phố hàng trai nơi tên bạn học là dũng lơ đang sinh sống dọc con phố ngắn chưa đến một cây số ông nhanh thấy có một nhóm người đang múa sư tử ở phía trước ngược chiều với mình chiếc trống đội tam được đặt trên xích lô do một người đàn ông đầu trọc cầm dùi phang thật lực y như dạo ông thúc trống ngũ liên ở làng khi bắt được lão doãn hủ hóa ngồi bên thành xe có hai cậu thiếu niên dùng nắp son bằng nhôm đập vào nhau thay tiếng thành là qua con ngõ nhỏ có một bà hàng nước ngồi án ngữ ông nhanh hỏi thăm nhà dũng lơ bà bán nước chỉ xuống chiếc ghế con rồi nói không phải tìm anh ngồi uống chén nước đợi đoàn múa sư tử đi hết phố hàng cót sẽ quay về đúng như bà bán nước đã nói sau ba mươi phút đoàn múa sư tử đã về đúng nơi vừa xuất phát bà bán nước réo to dũng về có khách đến lúc này ông nhanh mới để ý gã để tóc dài ngang vai mặc bộ quần áo bộ đội cũ mà dân hà nội hay gọi là quân khu chính là tay dũng lờ ngày nào nhìn thấy bạn cũ dũng lờ hồ hởi vỗ vai hỏi thăm sao hôm nay vợ lại thả rông cho về hà nội vậy nhưng mà lâu ngày không gặp tôi nhìn ông như thằng bà gà ông nhanh gượng cười hỏi bạn ngày xưa nhìn ông phong lưu lắm con xe lơ bây giờ đâu rồi Sao lại đạp xích lô Đưa bạn vào tiếp phía trong Dũng lơ chỉ cho ông nhanh thấy Một căn phòng hơn chục mét vuông Mọi sinh hoạt đều diễn ra Trên nền nhà láng xi măng Dũng lơ giải thích Nhà chật hẹp Vì phải chia năm xẻ bảy Nhưng có chỗ chui ra chui vào là ổn rồi Con xe đó tôi bán Mua gỡ Cơi nới thêm được cái gác xét chủ yếu dùng làm nơi chứa đồ mùa đông, dư chút tiền tôi mua con xích lô chở hàng sống qua ngày. Ngồi uống trà, nghe xong câu chuyện của bạn học, Dũng Lơ thở dài, nói thật, ở quê dù vất vả nhưng vẫn rau cháo được qua ngày. Ngoài này riêng việc đi xếp hàng mua được những đồ thiết yếu đổ vào mồm là cả vấn đề, nhưng vẫn còn hơn là không có gì. Dũng Lơ tâm sự Nhà tôi có hai mẹ con nó được đong gạo sổ, giá bốn hào một cân. Mình là lao động hợp tác xã, sau bỏ ra ngoài, nên ăn gạo giá tự do. Nếu có việc đều, vẫn sống ổn dù không giàu. Thấy không còn sớm, Dũng lơ vẫy ông nhanh leo lên xe. Sau đó cả hai sang phố cửa đông ăn bún trà. Hiểu được tâm trạng của bà, Dũng lơ phân tích. Ở Hà Nội, nói là xin việc khó khăn cũng đúng nhưng chỉ là những việc trong biên chế nhà nước mới đánh nhau tóe khói. Chứ còn mấy cái việc lê la vỉa hè của nhân dân anh hùng, nếu chịu khó, vẫn sống tốt. Vậy ông giúp tôi được không? Ông nhanh hồi hộp nhắc bạn. Dũng lơ gật đầu. Lái xích lô thì tướng ông không kham nổi, chưa kể đường phố không thạo lắm. Rồi còn mấy bọn ma cũ, nó tần cho. Thôi, Tạm thời tôi xin cho ông vào xưởng chế biến hoa quả Nơi tôi hay chở hàng cho họ Ở trên này họ quản người rất chặt Nhớ phải đăng ký tạm trú tạm vắng đàng hoàng Ăn ngủ tại chỗ làm Là đỡ tốn một khoản Dù chưa biết công việc của mình sẽ ra sao Nhưng được bạn học giúp đỡ Khiến ông nhanh cảm kích rất nhiều Bởi đi dọc nhiều con phố Hà Nội Ông thấy Có phải ai cũng tìm được việc làm phù hợp đâu Dũng lờ mua bao thuốc sông cầu ngay về hè, đưa cho ông nhanh một điếu, gã nhảy lên xe xích lô để chờ bạn đi xin việc. Có lẽ do chén rượu vừa uống nên gã hào hứng tuyên bố, tự dưng bỏ vợ con ở quê ra Hà Nội kiếm tiền là tuyệt vời, vì ở đây hay nói, tiền là tiên là Phật, là sức bật của bọn trẻ, là sức khỏe của cụ già, là cái đà của danh vọng, là cán cân công lý, là đủ thứ trên đời ông chịu khó vừa làm rồi vừa học sẽ ổn thôi phong lưu như tôi giờ phơi mặt ngoài đường nhiều nó quen rồi do đến sớm nên chưa có ai thức giấc nhìn mấy người công nhân trải giấy nằm ngủ ngay ở góc xưởng ông nhanh khẽ thở dài ngao ngán vậy là những ngày làm lãnh đạo của mình đã chính thức trở thành quá khứ dụng lờ vỗ vai khuyên bạn thật lòng thôi Ông quên mẹ nó cái chức chủ nhiệm hợp tác xã Hay phó chủ tịch ủy ban đấy nhé Ở đây Nói ra người ta cười cho thối mũi Sống ngoài này nhớ kỹ cho tôi Ở nhà sợ vợ Ra đường sợ công an Đi làm phải sợ lãnh đạo Cầm bản sơ yếu lý lịch của ông nhanh trên tay Vị quản đốc phân xưởng Nói giọng khu tư khá nặng Gia đình căn bản không có tiền án tiền sự rứa là tốt nhưng tuổi này mới bắt đầu mần việc thì cần phải bỏ tính tiểu nông để bước vào hàng ngũ giai cấp công nhân chỉ tay khắp phân xưởng vị quản đốc nói ở đây mọi người đều thuộc giới cần lao ai cũng hăng say lao động để tiến lên thế giới đại đồng vốn là người không lạ gì mớ lý thuyết suông và sáo rỗng ông nhanh hỏi ngay vậy công việc của tôi cụ thể sẽ làm gì đường nhanh đi dọc phân xưởng nhuộm sợi để dệt thành khăn tắm vị quản đốc giải thích sau khi chiến tranh chống mỹ kết thúc giờ là lúc việt nam trả nợ chiến tranh nghĩa là xuất các mặt hàng tiêu dùng sản xuất được qua liên xô để thanh toán những khoản vay trước phân xưởng này chuyên dệt và in khăn tắm sau đó hàng sẽ được chuyển xuống hải phòng để chuyển xuống tàu rồi lênh đênh trên biển vài tháng cho đến khi cập cảng Odessa. Trời vào thu, nhưng vẫn oi nóng. Hai bề nhuộm bằng kim loại đặt trên bếp than bốc hơi nghi ngút, còn những người thợ mồ hôi nhễ nhại. Điều khiến ông nhanh ngạc nhiên, những cuộn sợi lúc vớt từ bề nhuộm lên có màu vàng óng, nhưng sau khi được nhúng xuống các bề có pha nước sút để tẩy kiềm, chúng nó biến thành màu xanh lá cây. Sau này ông mới hiểu câu nhuộm hoàn nguyên là như thế nào đang mài đứng nhìn bề nhuộm ông nhanh đã thấy vị quản đốc vỗ vai nói cậu muốn làm thợ nhuộm cần phải trau dồi đạo đức và học tập tu dưỡng còn hiện thời đây là nhiệm vụ chính nói xong ông quản đốc chỉ vào một cái lò nấu sợi ở phía trên đang được công nhân truyền tay nhau đổ nước vào bình thường có máy bơm sẽ nhanh hơn tuy nhiên do điện thường xuyên bị cắt nên việc đứng truyền nhau từng số nước là giải pháp tình thế Nhìn thấy người thợ lò đang trẻ củi, vị quản đốc gọi lại rồi giao việc. Đây là lính mới, cậu hãy rèn luyện để người ta đảm đương công việc một cách thành thạo. Nhớ chưa? Suốt buổi sáng, được nghe toàn những lời đau to búa lớn, nhưng hóa ra chỉ làm chân phụ lò, khiến ông nhanh thất vọng tràn trề. Theo hướng dẫn của người thợ, ông nhanh cầm rìu tham gia bổ củi để đốt lò. Khi đống củi bổ xong, người thợ lò chỉ vào đống than cám ở trong lán được lợp bằng giấy dầu anh ta giải thích bây giờ ông kéo cái xe cải tiến đi ra con mương phía sau lấy một xe bùn về để nắm than trời nắng than sẽ nhanh khô nếu không lò không đượm lửa con phố con đường nhỏ thông ra phố đại la vắng người qua lại dưới gốc cây xà cừ có một cái hàng cắt tóc ế khách nên ông thợ ngồi đọc tờ báo cũ đứng sau lưng đọc ké là ông thợ sửa xe đạp chắc cùng cảnh ế khách như nhau nhìn cảnh này tự nhiên ông nhanh nhớ lại bài vè của dân hà nội đầu đường đại tá vá xe cuối đường trung tá bán chè đỗ đen ngoài đường thiếu tá giao kem trong làng đại úy thổi kèn đá ma thượng úy thì đi buôn gà trung úy về nhà theo đít con trâu hỏi chàng thiếu quý đi đâu ba lô lộn ngược nhảy tàu bắc nam trời nắng nóng một mình dùng chiếc xô tôn cũ vụt xuống đáy con mương hôi thối để múc bùn đổ lên xe cải tiến nước bẩn chảy tràn lan khiến người qua đường tỏ vẻ khó chịu đang hì hục múc bùn tự nhiên ông nhanh người thấy mùi thối sộc thẳng vào mũi hóa ra gần đó có ba chiếc xe thồ chờ sáu sọt phân tươi vừa dừng lại mấy người chuyên làm nghề chắc đi một vòng các khu vực trong hà nội bây giờ đầy sọt nên họ dừng xe chỗ vắng người để nghỉ ngơi có lẽ việc múc bùn dưới con mương thối cũng không khác gì việc đi lấy phân làm ấy nhìn chân tay bùn đen dính đầy thậm chí bắn lên cả cổ ông nhanh thở dài ngao ngán rồi kéo cái xe cải tiến bùn quay về phân xưởng đứng ở hành lang hút thuốc Vị quản đốc phân xưởng nói với ông bằng giọng khu tư nặng trịch. Bữa nì như vậy là có tiến bộ, cố gắng phấn đấu sẽ có thành tích cao. Bới đống than, rồi đồ sẽ cải tiến bùn vào. Ông nhanh đi ủng để nhào bằng đôi chân cho nhuyễn. Sau đó, ngồi nắm than mất cả buổi sáng cho kịp nắng. Lúc nghỉ ăn trưa, ông tắm bì bõm cho hết mùi tanh hôi của bùn. Thông cảm với lính mới, Người thợ lò đưa cho một lon sữa bò cũ, bên trong có bánh xà phòng 72%, món đặc sản của Liên Xô viện trợ cho Việt Nam. Ngồi ăn trưa, nhưng ông nhanh nhớ về ngôi nhà ở làng Văn Xá, dù mất sạch chức vụ, nhưng ít ra ông vẫn còn chuồng lợn, chuồng gà để chăm sóc, còn vườn cây để tưới tắm. Và ít ra, những lúc có điện, nhà ông được quây quần trước vô tuyến để xem các chương trình yêu thích Mộng làm giàu ở Hà Nội tan nhanh Bởi mùi hôi của bùn vẫn phảng phất quanh người Ăn xong Chưa kịp ngơi tay Dù trời nắng nóng Ông nhanh đội chiếc nón mê để thêm cùi và than vào lò Sau đó dùng thanh sắt để cời bớt xì than ra Nếu lò yếu Sẽ thốc quạt cho lửa bén Nếu lò cháy rừng rực Sẽ đóng bớt cửa lò Trước khi cho hóa chất và bò sợi vào nấu Công việc thợ lò Nóng bức vất vả lại không ngơi tay chưa kể, nếu gặp mưa sẽ chạy đi khuân chỗ than vừa nắm cho vào lán. Hết một ngày với những công nhân khác là xong việc, riêng tổ đốt lò phải thay nhau thức. Bởi mỗi lần lò nấu sợi sôi sùng sục, họ phải chế thêm nước bù vào chỗ đã bay hơi. Nếu không, mè sợi không chín mà bị sượng. Hôm nào có điện bơm nước sẽ nhàn, nhưng đa phần mất điện. Bởi thế hai người thợ truyền nhau những xô nước dưới ánh sáng ngọn đèn tọa đăng sau một tuần bận rộn dũng lơ đạp xích lô ghé thăm bạn học cũ do gã thường xuyên vào chờ hàng nên ông bảo vệ không buồn hỏi đưa tay chi về phía lò đun sợi ông bảo vệ nói bạn cậu đang ở trong đó bên ấm trà đặc do người thợ lò vừa pha dũng lơ hỏi bạn Ông thấy công việc có phù hợp không? Nói chung làm ở đây tuy vất vả nhưng thu nhập không tồi. Nếu chăm chỉ lương còn cao gấp đôi mấy tay kỹ sư ngồi cạo bàn giấy. Bắn xong điếu thuốc lào, ông nhanh thở dài tâm sự. Làm cái thằng cu lê móc bùn thối rồi trộn than cám thì danh giá nỗi gì. Có nhẽ tôi thích đạp xích lô hơn, tự do tự tại no đói do mình, lại không phụ thuộc vào ai. Dũng lờ nhắc bạn mình bớt mơ mộng, nhưng tốn tiền thuê chỗ ở, tìm được nơi trọ vừa tiền không dễ. Ông nhanh nói đầy vẻ quyết tâm, thì ngủ ngay trên xe lúc ế khách, tắm thì đợi đêm khuya ra máy nước công cộng, rội vài xô nước là xong, đi tè thì úp mặt phó tứ. Dũng biết, tay này dạng nhà quê ra tỉnh, nhưng tính hay nóng vội. Tuy nhiên muốn giàu thì phải liều, đôi khi chấp nhận cả đau thương. Suy nghĩ giây lát, thấy không còn sớm, gã nói ngay. Thôi, thu dọn áo quần rồi phắn, coi như biếu không mấy ngày công thử việc. Kệ mẹ chúng nó e cổ xây dựng thế giới đại đồng với nhau. Trời về khuya, nhiều nơi đèn đường không có. Ông nhanh ôm khư khư chiếc ba lô trước ngực. Phía sau có gã bạn học, vừa đạp xích lô vừa hát ông ổng anh ơi đô thành nơi đây em sống không quen đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn về đây mình cưới nhau luôn về đây mình sống vui hơn về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn dừng xe trước một cây xấu sau khi dùng xích khóa xe cẩn thận dũng lờ nhắc bạn ông cầu được ước thấy rồi nhé đêm nay ngủ trên xe làm bạn cùng đám mũi hà nội đúng như dự đoán của các cụ cao niên vụ mùa dù không thất bát nhưng sản lượng giảm trông thấy sau khi trừ mọi chi phí và làm nghĩa vụ cho nhà nước tính ra một công quy gia thóc còn không đáng bao nhiêu chuyện họ phạm và họ vương phạm vào mạch làng dù chỉ là câu nói vu vơ của cụ giáo thiền nhưng qua miệng bà hàng nước bỗng trở thành kỳ bí tâm linh đó là bà thìn còn chưa biết việc ông nhanh ôm cô thà làm việc đó ngay gốc cây gạo gần nghĩa trang tin đồn bao giờ cũng lan nhanh hơn cả hệ thống loa truyền thanh mọi người suy ngẫm thấy không sai bởi hai lão chủ nhiệm hợp tác xã đều ngã ngựa cùng một nguyên nhân mụ hợi dọn hàng từ ngoài chợ về với bộ mặt đăng chiêu giá như dân làng ăn đứng dựng ngược lại thành một nhé. Lúc đó, mụ sẽ nhảy lên réo ba đời chín kiếp kẻ nào đặt điều ra để trời. Nhưng lần này họ không nói sai, vì thế mụ không thể dùng loa mồm được. Thấy con trai xin tiền đi mua sách, mụ đưa tờ 5 đồng rồi dặn. Học thì ấm vào thân, năm nay mà đúp thì ra lò gạch phụ việc cho thầy. Bưng bình rượu, ngâm thuốc bắc, chắt ra một cốc. Mụ hợi rán thêm đĩa đậu, rồi đợi chồng về ăn tối. Dù nhà có ba người, nhưng thằng Hiếu không theo giờ giấc. Do vậy, chỉ có hai vợ chồng ngồi ăn ở phòng khách rộng thanh thang, nhưng hiếm khi có người ghé chơi. Đợi chồng uống xong hết rượu, mụ hợi bắt đầu tỉ tê. Tôi bàn chuyện này, chỉ trong nhà biết với nhau thôi nhé. Hồi cài cách ruộng đất, có phải ông nội thằng Hiếu trèo lên tháo hoành phi ở đình làng ném xuống đất không? Ngày đó, bố đẻ lão nhanh là cụ Vương Minh dùng búa đập với hai câu đối treo ở hai bên cột thì phải. Nếu đúng như vậy, chắc họ Phạm và họ Vương đã mạo phạm thành hoàng làng. Lão Doãn ngẫm nghĩ một lúc rồi thú thật. Ngày đó tôi còn bé nên không nhớ, nhưng việc treo lên để dỡ hoành phi là đúng, bởi vì các cụ thấy toàn chữ nho không đọc được nên bực hình như sau đó bức hoành phi được ông chủ tịch xã mang về làm mặt bàn thì phải thấy chồng xác nhận mụ hợi nói ngay như vậy là thiên hạ đồn cấm có sai bảo sao con cháu không ngừng mặt lên được để tôi đội mâm lễ gia đình làm lễ tạ tội ngồi uống rượu chỉ có đĩa đậu rán tẩm nước mắm hành lão doãn không thích nhưng im lặng do mấy mẹ gạch không đạt chất lượng, khiến đồng ra đồng vào bắt đầu eo hẹp. Tối nay, nhìn mâm cơm, lão đoán ngay mụ vợ thắt chặt chi tiêu, nhưng biện lễ gia đình có vẻ hơi quá, Lao bực mình gắt. Mẹ kiếp, đang tự nhiên lại vác mâm gia đình, việc từ đây tám hoánh nào rồi, giờ lại bới ra cho lân dân làng nó chửi, bà dẹp ngay cho tôi nhở. Đợi vợ bưng mâm bát ra giếng rửa, lão doãn pha ấm trà rồi bưng lên ban công trên tầng hai ngồi cho thoáng mặc dù lúc xây nhà tiện cho nhân công lão xây luôn cái bếp giống trên thành phố nhưng vợ lão thích ngồi rửa bát bên ngoài giếng riêng việc nấu ăn vợ lão lại thích gian bếp ngay chuồng lợn do bếp mới xây chắc thị tiếc không nỡ làm ám khói tường gạch mới tinh hồi trước đình làng được dùng làm nơi dạy học có thời lại được ủy ban xã mượn làm chỗ tiếp khách. Sau này trường học và trụ sở ủy ban được xây mới, gian nhà ngang của đình được hợp tác xã mượn làm kho chứa nông cụ và vật tư nông nghiệp. Chính tại gian kho ở đình làng, lão bị phe cánh họ phạm cùng lão nhanh tóm sống khi đang lẹo tẹo với em thương. Nghĩ đến con danh nứt mắt ra đã phòng phao nhăn nhầm một nở, tự nhiên lão doãn lại ứ nước bọt chân răng uống trà một mình trên ban công Vốn là kẻ mê tín Vì thế Lão Doãn thấy hơi gờn gợn trong người Bởi ngày xưa Chứng kiến cả nhóm bố vật vã trước khi chết Lão Hồ Nghi Không biết có phải là do nhân quả bao ứng hay không Ở làng văn xá này Sự êm đềm kéo dài được hai chục năm Nhưng vài năm trở lại đây có nhiều việc xảy ra Lão biết Mình góp phần không nhỏ trong mấy vụ trộn rộn đó uống xong ấm trà cũng vừa lúc tiếng mụ vợ réo đi ngủ bởi tranh thủ khi có điện nằm quạt cho mát khoảng bốn giờ sáng mất điện là thang vào giấc nên nóng thế vẫn ngủ được rít thêm điếu thuốc lào trước khi chui vào màn lão doãn nói với vợ bà muốn lễ lạt gì cũng được nhưng tránh để dân làng đàm tiếu họ nói nhiều rạc cả tài chứ báu gì trời chưa sáng rõ mặt người. Nhiều nhà trong làng đã lục tục thổi cơm ăn, rồi ra đồng sớm. Mọi việc đều được cánh phụ nữ thực hiện dưới ánh đèn dầu leo lét. Việc nấu cơm cho cả nhà, đun siêu nước cho bố chồng thức giấc có thể pha trà được ngay. Chưa kể nhà cửa không có tí bụi nếu muốn tránh những lời nói mát mẻ của bà mẹ chồng. Phụ nữ làng này chắc giống bao nhiêu phụ nữ ở nơi khác họ âm thầm chịu đựng và gồng mình gánh vác gian san nhà chồng nếu ai lấy được người chồng tâm lý hiểu và thương vợ cuộc đời người đó coi như viên mãn dù nghèo lạ một điều cùng thân phận làm dâu chịu nhiều cay đắng nhưng khi trở thành mẹ chồng vẫn những người phụ nữ đó lại ra oai với người con dâu họ cư xử y nhĩ gì bản thân đã từng chịu đựng mụ hợi không làm ruộng nhưng vẫn dậy sớm làm cơm cho chồng ăn rồi ra lò gạch. Cậu con trai còn kịp đạp xe đi học. Tuy nhiên, mơ ước học cấp 3 trường huyện đã lùi xa bởi sức học quá yếu. Vì thế ông quý tử nhà mụ chắc học lớp bổ túc văn hóa. Nhiều lúc mụ hợi thầm nghĩ, ngày xưa lấy lão doãn vì nhà chỉ có hai bố con. Như vậy, số mụ sướng không chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Ai dè Người tính không bằng rời tính Ông bố chồng mụ còn khiếp hơn mấy bà mẹ chồng Buổi sáng Nước pha trà chưa có Điếu bát chưa lau và thay nước mới Đồ ăn sáng chậm bưng lên bàn Ông sẽ xúc miệng bằng một bài trời Kinh hồn Sau này khi ngồi chợ bán hàng Mụ hợi giật mình với những bài trời của ông bố chồng Ngày trước mụ thuộc lòng Và đem ra trời những kẻ mụ không ưa Đúng như ngày trước Ông bố chồng trời mụ Có lẽ tính nhanh nọc ghê gớm do mụ học từ ông. Ngày chưa sinh được thằng Hiếu, sáng nào ông bố chồng cũng trời thằng mặt không thèm cạnh khóe. Sau này về già, ông chơi ác kiểu khác, dù không bị liệt giường liệt chiếu, nhưng bố chồng mụ thích đái vào bô để bắt con dâu đi đổ. Mấy lần đầu không biết, mụ hợi mang đồ ra cống, vậy là ông trời mụ là loại đàn bà ăn tàn phá hại. Chỗ nước dài đó phải đổ vào cái cóng ở góc vườn để con pha loãng tưới cho mấy luống rau. Chuẩn bị xong lễ gia đình tạ tội đấng thần linh, nhưng mụ hợi không quên được những năm tháng cuối đời của bố chồng. Dù sắp chết, nhưng ông trời còn khiếp hơn. Có lẽ ông sợ chết bất thình lình không kịp chùi thêm. Thằng Hiếu còn đang đi học, mụ hợi đã nghĩ xa xôi Khéo sau này con dâu khiến mụ ngứa mắt, chắc mụ trừ cho vút mặt không kịp, giống như ông bố chồng già ác khẩu ngày xưa. Nhìn mụ vợ sách làn đựng đĩa xôi cùng con gà vừa luộc xong, lão doãn nhét thêm chai rượu, cành cau rồi nói như động viên. Thôi, có thở, có thiêng, có kiêng, có lành. Từ ngày xây nhà xong, tôi gặp nhiều chuyện không may. Hai con chó bị dính bà, xe máy bị đứa mất dậy nào bôi phân bò hôm trước. Mụ hợi te tái gia đình làng, nhưng tiếng của mụ vẫn lành lót. Ở cái làng này, lũ người và ma sống xen lẫn nhau, không phân biệt nổi. Dục hai chị em dậy ăn sáng còn đi học, bà bồng nhìn bầu trời xám xịt, bất giác than thở. Trời tháng mười chưa cười đã tối, chẳng mấy chốc lại hết năm. Thầy chúng mày không biết làm ông nọ bà kia trên Hà Nội bận rộn hay sao Đi biển biệt mấy tháng Không ngó về nhà xem vợ con sống chết ra sao Ngồi ăn bát cơm nóng Với quà trứng vịt luộc Được chia hai Con bé hoàn phần cho em gái một nửa Nó dùng thìa dầm nát chỗ trứng Và tưới thêm một chút nước mắm Để ăn hết bát cơm Trước khi dắt em đi học Nó quay lại giải thích rõ Thầy con ra Hà Nội kiếm tiền Mấy u con ở nhà có đói bao giờ đâu Mà u luôn miệng kêu ca Tuy không phải là đứa chăm học Nhưng Vương Hoàn Luôn đứng trong nhóm ba bạn có điểm cao nhất Không giống như mấy đứa Nhà có điều kiện Con bé học xong Thường nghĩ xem kiếm gì về cho mấy mẹ con Sau nhiều lần đi mót lúa Mót lạc và nhặt trứng Vương Hoàn hay lẽo đẽo Đi dình thần bà để đòi chia phần Người ta hay nói khôn đâu tới trẻ khỏe đâu tới già nhưng niêu rượu mận thơm phức hôm trước đã chứng minh nó là đứa khác biệt người khôn ngoan lại có tính cách thâm trầm như cụ giáo thìn vậy nhưng bị mắc lỡm con bé hôm đó để con bé không đi mách lẻo cụ giáo thìn phải múc niêu thịt cho mấy mẹ con nó dùng bữa tối dù tức nhưng cụ không làm gì được vì cụ biết chính con danh này đánh bà hay con chó béo múp nhà lão doãn Tiếng trống trường vừa tan, Vương Hoàn đợi em gái cùng về. Do biết hạnh, có chị gái học lớp trên, vì thế mấy cậu học sinh ngồ ngáo không dám trêu trọng. Chúng sợ chị gái của Vương Hạnh sẽ túm cổ, xử lý như lần trước. Trên con đường làng đang vò vụ gặt, bọn trẻ được dịp vui đùa với những đống rơm được tải ra, phơi khắp đường làng. Nhiều đứa nằm lăn ra chơi đùa thỏa thích, trong lúc người lớn vẫn phải để mắt không để lũ trẻ nhỏ nghịch dại sẽ châm lửa đốt. Vừa đi về tới đầu chợ, tiếng một bà bị mất chó đứng chửi âm mỹ khiến con bé Vương Hoàn chú ý. Bà mất chó phân bua. Chỉ loáng một cái, đã không thấy con chó đâu nữa, trong khi nó rất khôn, ít khi chạy ra phía ngoài. Quay sang phía em gái, Vương Hoàn hỏi, muốn ăn cơm với thịt không? Trẻ con Đứa nào nghe nói ăn cơm thịt đều thích mê Bởi thế khi được chị giao cầm thêm chiếc túi vải đựng sách bút Con bé Hạnh nhận lời ngay Đã biết rõ tổ con chuồn chuồn ở đâu Bởi thế con bé Vương Hoàn tự tin chạy phong phong tới nhà cụ giáo thìn Vị thân bà của làng Văn Xá